Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Các bạn mới bắt đầu tập cái kỹ thuật bắt ngắn này, hoặc là các bạn tập thời gian lâu nhưng mà nó vẫn không cải thiện, các bạn hãy xem hết clip này chỉ trong ít phút, tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ biết cách bắt ngắn. Khi các bạn nhìn thấy đối thủ giao bóng có yếu tố sấy xuống và quả bóng rơi ở giữa bàn của họ thì các bạn biết là quả đó sấy xuống và ngắn. Thì các bạn có thể bước chân phải lên và lúc này chúng ta chờ bóng tưng lên cao nhất hoặc là hơi rớt xuống. Là các bạn nhớ chúng ta chờ bóng nhiều hơn. Bắt ngắn thì chúng ta không cần lực nhiều, do đó chúng ta không cần sử dụng cẳng tay. Thì khi bóng ở đâu thì các bạn đưa lên, bóng qua phải các bạn mở cổ tay bên phải, bóng qua trái các bạn mở cổ tay bên trái. Lúc này các bạn nhớ các bạn khi các bạn thi đấu ở cấp cơ bản và cấp phong trào, các bạn chưa cần phải bắt ngắn xoáy. Tại vì nếu chúng ta cố gắng chúng ta siết thật xoáy, thật khó, thật ngắn, chúng ta dễ hư, dễ rút lưới. Thì lúc này khi bóng, chúng ta tiếp xúc bóng, chúng ta chỉ cần sử dụng cái cổ tay. Khi bóng nặng các bạn lắc cổ tay lăn ở dưới đáy bóng ha. Khi bóng ít xoáy, bóng lỏng hơn một chút, mình linh động, mình dựng vợt lên nha. Các bạn nhớ chỉ cần sử dụng cổ tay, chưa cần siết. Các bạn nhớ là ở cấp độ mới và cấp độ phong trào, các bạn chỉ cần bắt ngắn là các bạn khống chế và các bạn sẽ là người tấn công trước đối thủ. Còn khi các bạn bị đối thủ hất, flick thì các bạn hãy theo dõi video nâng cao tiếp theo, tôi sẽ chỉ các bạn bắt ngắn thật khó, thật xoáy, đối thủ sẽ khó flick tấn công bạn. Tôi sẽ làm xen kẽ những cái clip là hướng dẫn thật cơ bản để cho những người mới bắt đầu là có thể tiếp cận được những cái kỹ thuật hiện đại nhất. Nếu thấy hay và hữu ích, xin anh chị hãy cho tôi một like và đừng quên bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Và nếu cần tôi tư vấn hay là mua dụng cụ bóng bàn, hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại, tôi sẽ mua giùm các anh chị. Xin chào tạm biệt các anh chị, xin hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.